Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Xin kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Nhiều chính phủ cảnh báo phạt tù nếu nói đùa về dịch COVID-19 ngày cá tháng 4. Dù hôm nay là ngày cá tháng 4, ngày mùng 1 tháng 4, nhưng nhiều chính phủ trên thế giới đã khuyến cáo người dân không nói đùa về dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay, thậm chí một số nơi còn phạt tù những ai vi phạm. Ngày cá tháng tư là dịp mà nhiều gia đình, người dùng mạng xã hội và các tập đoàn thường đưa ra những trò đùa, nhưng hiện nay ít người có tâm trạng pha trò khi số người nhiễm bệnh và chết vì virus Vũ Hán ngày càng gia tăng và hàng hàng tỷ người đang phải sống dưới lệnh phong tỏa. Google, một tập đoàn nổi tiếng với các trò đùa, vào ngày này đã nói với các nhân viên rằng họ sẽ bỏ truyền thống đó trong năm nay để tôn trọng tất cả những người đang chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19. Theo một email nội bộ mà Business Insider xem được. Nhiều tin đồn trực tuyến về dịch Covid-19 khiến chính phủ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ công dân của họ. Một số nơi cảnh báo sẽ phạt tù những ai đưa ra những trò đùa liên quan đến dịch bệnh. Đài Loan, nơi được coi là hình mẫu cho cách đối phó với dịch bệnh, đã cảnh báo những người lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến virus Vũ Hán sẽ phải đối mặt với 3 năm tù và khoản tiền phạt là 3 triệu Đài tệ, tức là 100.000 US dollars. Vào ngày cá tháng 4, chúng ta có thể thể hiện sự hài hước của mình nhưng chúng ta không thể pha trò về đại dịch để tránh vi phạm pháp luật. Tổng thống Thái Anh Văn đăng trên Facebook của bà. Tôi chúc mọi người có một ngày cá tháng tư không chỉ hài hước mà còn lành mạnh và an toàn, bà viết. Thái Lan cũng có chính sách tương tự về ngày cá tháng tư, cảnh báo có thể phạt người nói đùa về dịch bệnh đến 5 năm tù. Nói đùa về dịch COVID-19 trong ngày cá tháng tư là hành vi phạm pháp, chính phủ Thái Lan thông báo trên Twitter. Có thể có những người không có mục đích tốt, những người có thể lợi dụng ngày cá tháng tư này và cho rằng họ sẽ không phải đối mặt với pháp lý. Krishna Patana Charong, phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, nói với các phông viên hôm 31 tháng 3 tại Ấn Độ nơi mà thông tin sai lệch, đặc biệt là trên WhatsApp, vẫn còn là một vấn đề phổ biến. Các chính trị gia đưa ra những lời kêu gọi tương tự. Chính phủ nhà nước sẽ không cho phép bất cứ ai lan truyền tin đồn, tin hoảng loạn về Corona. Bộ trưởng Nội vụ bang Maharashtra, Anil Deshmukh viết trên Twitter. Chúng tôi kêu gọi công dân xác minh thông tin và chỉ chia sẻ thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và không bị đánh lừa bởi tin tức giả mạo. Prane Ashok, phát ngôn viên của cảnh sát Mumbai nói với AFP và thêm rằng bất kỳ ai bị phát hiện lan truyền tin giả đều sẽ bị truy tố. Bác sĩ tiếp xúc gần tổng thống Putin dương tính với virus Vũ Hán. Sau chuyến thăm của tổng thống Nga Vladimir Putin tới một bệnh viện vào tuần trước, một bác sĩ tiếp xúc gần với ông hôm thứ ba, 31 tháng 3, đã được xác nhận dương tính với virus Vũ Hán theo Fox News. Tổng thống Putin đã đến, đến thăm bệnh viện Krasnskaya vào thứ ba tuần trước, bắt tay và trò chuyện với bác sĩ Denis Prosenko tại bệnh viện này. Một đoạn video trên truyền hình cho thấy hai người tiếp xúc trong điều kiện không mặc đồ bảo hộ. Bác sĩ Dennis đã thông báo về việc ông bị nhiễm virus Vũ Hán trên Facebook và nói rằng ông vẫn khỏe. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin thường được xét nghiệm COVID-19 và mọi thứ đều ổn. Thiếu nhiên liệu và NCOV khiến Venezuela khủng hoảng hơn. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết sự thiếu hụt nhiên liệu của Venezuela đang gây ra những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng đối với hoạt động sản xuất và cung cấp thực phẩm tại nước này. Ông Papon, một nông dân Venezuela 52 tuổi, nói với Reuters, làm thế nào chúng tôi có thể thu hoạch rau nếu chúng tôi chỉ có thể mua 15 lít xăng? Thế là không đủ để đi đến các cánh đồng và trở về từng là quốc gia giàu có ở Nam Mỹ, Venezuela chìm trong khoảng hoảng nhiều năm qua và nay là phải đối mặt với những khó khăn mới do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Sản xuất lương thực của Venezuela đã giảm mạnh sau nhiều năm, chịu sự kiểm soát gắt gao theo chính sách thiên tả của chính phủ Maduro đối với lĩnh vực nông nghiệp. Góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng suy dưỡng và khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này. Tàu Mỹ từng ghé Đà Nẵng có 200 thủy thủ nhiễm virus Vũ Hán. Chỉ huy của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng toàn bộ thủy thủ đoàn gồm khoảng 5.000 người của siêu tàu này cần phải được cách ly sau khi có tới 200 người trong số đó dương tính với virus Vũ Hán. Fox News đưa tin hôm thứ Ba. Vào tuần trước, USS Theodore Roosevelt bắt đầu phát hiện có người nhiễm virus Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên người trên một tàu hải quân Mỹ bị lây lan virus. Vào đầu tháng 3, USS Theodore Roosevelt đã ghé cảng Đà Nẵng để thăm Việt Nam trong thời gian từ mùng 5 tới mùng 9 tháng 3 trong sự kiện kỷ niệm 25 năm Mỹ và Việt bình thường hóa quan hệ. Một cậu bé 13 tuổi ở Anh tử vong vì virus Vũ Hán. Một cậu bé 13 tuổi người Anh có tên Ismail Mohammed Abdul Wahab đã tử vong vì nhiễm virus Vũ Hán. Đây là bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất ở Anh tử vong tính tới thời điểm này, theo bản tin hôm thứ ba ngày 31 tháng 3 của Fox News. Ismail qua đời tại bệnh viện King's College vào sáng sớm hôm thứ hai người thân của Ismail nói với sky news rằng cậu bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của người nhiễm virus vũ hán vào thứ năm tuần trước và lập tức được đưa đến bệnh viện ngay ngày hôm sau cậu bé cho kết quả dương tính với ncov và rất nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê trước đó nhs england báo cáo Nạn nhân trẻ nhất của virus Vũ Hán là một nam thanh niên 19 tuổi theo World Dormitories. Tính tới sáng ngày 1 tháng 4 giờ Việt Nam, Anh có 25.150 người nhiễm COVID-19 tăng 3.009, trong đó có 1.789 người tử vong tăng 381. Đại sứ Philippines tử vong vì Vũ Hán The National dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết bà Bernadita Catella, 62 tuổi, đại sứ Philippines tại Lebanon qua đời sáng nay tại một bệnh viện ở Beirut sau khi nhiễm virus Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Philippines bày tỏ đau buồn sâu sắc trước thông tin này và cho biết Catella qua đời vì biến chứng phát sinh từ COVID-19. Bà Catella đã làm việc trong ngành ngoại giao 27 năm, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Malaysia, Jakarta trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Lebanon và là tổng lãnh sự Philippines ở Hồng Kông. Hàn Quốc cho phép bệnh nhân COVID-19 bỏ phiếu qua thư. Theo Reuters, Hàn Quốc sẽ cho phép các bệnh nhân COVID-19 được bỏ phiếu qua thư hoặc vắng mặt trong cuộc bầu cử quốc hội vào giữa tháng này khi số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới tại quốc gia châu Á này tiếp tục tăng nhanh. Các cử tri sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 4 để bầu ra 300 thành viên quốc hội trong 4 năm tiếp theo. Bộ trưởng nội vụ Jin Yong cho biết khoảng 4.000 bệnh nhân đang được điều trị có thể bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu sớm. Ông nói thêm, chính phủ vẫn đang tìm biện pháp cho những người không nhiễm nCoV nhưng đang tự cách ly. Ủy ban bầu cử quốc gia kêu gọi tất cả các chuyên đi chi đeo khẩu trang trong các khu vực bỏ phiếu, đeo găng tay có sẵn ở điểm bầu cử và giữ khoảng cách với những người khác. Các quan chức sẽ đo thân nhiệt ở lối vào và thực hiện khử trùng thường xuyên. Bé 6 tuần tuổi tử vong vì COVID-19. Theo AFP, ông Ned Lamont, giám đốc bang Connecticut ở Mỹ hôm tháng 4 ngày 1 cho biết một trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi đã tử vong vì các biến chứng liên quan đến COVID-19 sau khi nhập viện hồi tuần trước. Thống đốc Ned Lapman đăng trên Twitter rằng em được đưa tới bệnh viện trong tình trạng không có phản ứng và các y bác sĩ đã không thể cứu chữa cho em. Kết quả xét nghiệm đêm qua xác nhận em bé nhiễm COVID-19. Ông cho biết điều này thật sự đau lòng. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những trường hợp tử vong vì biến chứng liên quan đến COVID-19 trẻ nhất thế giới. Chính phủ Nhật cấp hai khẩu trang vải cho mỗi hộ gia đình. Reuters đưa tin Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm tháng 4 ngày 1 cho biết chính phủ sẽ cấp hai khẩu trang vải cho mỗi hộ gia đình và chưa ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Ông Shinzo Abe cho biết 50 triệu hộ gia đình của Nhật Bản sẽ được phát khẩu trang vải mỗi hộ hai chiếc bắt đầu từ tuần sau, ưu tiên cho những khu vực có nhiều ca nhiễm. Mọi người có thể dùng xà phòng để giặt và tái sử dụng chúng. Vì vậy, đây là biện pháp tốt nhất cho nhu cầu khẩu trang tăng vọt. Thủ tướng Abe phát biểu trong cuộc họp cuối ngày 1 tháng 4. Động thái trên của ông Abe đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Thâm quyến cấm ăn thịt chó và mèo. Router đưa tin chính quyền phổ thâm quyến cấm người dân ăn thịt chó và mèo bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Đây là biện pháp nằm trong nỗ lực ngăn chặn nặng buôn bán động vật hoang dã từ khi dịch phổi Vũ Hán phát triển. À, thông báo hôm ngày 1 tháng 4 của chính quyền thâm quyến có có đoạn chó và mèo là những con vật gần gũi với người hơn tất cả các loài động vật khác lệnh cấm ăn chó mèo và những vật nuôi khác đã được áp dụng ở nhiều nước phát triển như ở Hồng Kông và Đài Loan Trung Quốc đã cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã kể từ cuối tháng 2 dù chính quyền trung ương không cấm ăn thịt chó mèo nhưng thâm quyến đã mở rộng danh mục cấm chuyên gia virus Vũ Hán không làm thế giới thiếu gạo. Các chuyên gia trong ngành cho biết, thế giới sẽ không rơi vào tình trạng thiếu gạo do ảnh hưởng bởi dịch đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhưng với điều kiện hiện tượng hoảng loạn, mùa tích trữ và các lệnh cấm xuất gạo không được quá tầm kiểm soát, theo bản tin ngày thứ Tư ngày 1 tháng 4 của SCMP. Về cơ bản, chuỗi cung ứng toàn cầu về các loại ngũ cốc rất vẫn tốt. Nhưng nếu các nước tiếp tục hạn chế thương mại, chúng ta sẽ có thể đối mặt với biển động giá cả về kích thích việc mua tích trữ. Finn Zibel, chuyên gia kinh tế nông nghiệp tại Ngân hàng Quốc gia Úc nói, Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cảnh báo tuần trước rằng việc gián đoạn xuất khẩu tại các đường biên giới và trong các chuỗi cung ứng có thể gây ra hệ lụy cho hệ thống lương thực. Trung Quốc chối rằng họ không cung cấp các sản phẩm y tế bị lỗi ở nước ngoài. Sau khi nhiều quốc gia phàn nàn rằng vật tư y tế nhập khẩu từ Trung Quốc cho kết quả xét nghiệm không chính xác và không đủ sự bảo hộ trước virus, Trung Quốc khẳng định rằng họ đang hoàn thành vai trò là một quốc gia lớn có trách nhiệm bằng cách đóng góp vô tư để chống lại virus Vũ Hán. Theo tờ Taiwan News, hôm 31 tháng 3, Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh tuyên bố nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm y tế ở nước ngoài và lên án ý tưởng cho rằng Trung Quốc đang sử dụng việc hỗ trợ vật tư y tế để thao túng dư luận. Tuy nhiên, theo các tin tức gần đây, 80% bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán mà Trung Quốc tặng Cộng hòa Séc đã bị lỗi và trên thực tế các bộ dụng cụ xét nghiệm này không phải được tặng mà Bộ Y tế Cộng hòa Séc đã phải trả khoảng 14 triệu crowns, khoảng 546.000 usd cho 100.000 bộ xét nghiệm, trong khi Bộ Nội vụ nước này chỉ trả cho 50.000 bộ còn lại. tờ Taiwan News dẫn báo cáo của Express CZ. trong một cuộc họp nhân viên tại vùng Moravian. Saisian của Cộng hòa Séc. Do chuyên gia vệ sinh Hygienist, bà Pala Skrivnova tổ chức cho thấy tỷ lệ lỗi của các bộ dụng cụ thử nghiệm được phát hiện là 80%, khiến giới chức cho rằng chúng chỉ được sử dụng cho những cá nhân đã gần kết thúc kiểm dịch và trước đây chưa từng có kết quả dương tính. Chúng tôi đã kiểm tra chúng tại Bệnh viện Đại học ostrava nhưng không may là tỷ lệ lỗi khá cao. Vì vậy chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm đầy đủ trên toàn quốc và chúng tôi đang xem xét chỉ sử dụng chúng cho những người sắp hết thời hạn cách ly và chưa bao giờ có thể có kết quả xét nghiệm dương tính vì nó có tác dụng với kháng thể. Bà Skrinova cho biết tương tự theo tờ sau China Morning Post ngày 27 tháng 3 thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, đã ngừng sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do một công ty Trung Quốc sản xuất sau khi nghiên cứu thấy nó không chính xác. Cụ thể, Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và vi trùng học Lâm sàng Tây Ban Nha, SEIMC, một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Tây Ban Nha đã đăng trên trang web của mình rằng họ phát hiện bộ tăm bông lấy dịch mũi, nose swabs, được công ty công nghệ sinh học thâm quyến Sanjan BiEasy Biotechnology sản xuất có tỷ lệ chính xác dưới 30%. Tờ nhật báo El País của tây ban nha báo cáo rằng chính quyền thành phố Madrid đã quyết định ngừng sử dụng bộ kit của công nghệ sinh học thâm quyến của bộ y tế tây ban nha yêu cầu công ty này thay thế nguồn cung cấp. Theo tờ Taiwan News trong khi Trung Quốc ráo riết đưa thông điệp rằng họ là một đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy. Với thế giới, Giám đốc Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, cảnh báo các quốc gia, thành viên EU đang làm ăn với Trung Quốc, hãy chuẩn bị chống lại ảnh hưởng của nước này với thủ đoạn chính trị thông qua sự hào phóng. Trung Quốc cho phong tỏa một huyện vì virus Vũ Hán. Chính quyền Tỉnh Hà Nam, một tỉnh thuộc miền Trung Trung Quốc đã phong tỏa một huyện khi ở đây xuất hiện nhiều nhiễm uh, virus Vũ Hán. SCMP đưa tin, biện pháp phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ thứ ba tại huyện Chia với khoảng 600.000 dân. Nhà chức trách của huyện Chia đã phát đi thông báo này trên Internet trong đó cho biết lệnh phong tỏa hạn chế tối đa người dân rời khỏi nhà trừ những trường hợp đặc biệt. Người ra khỏi nhà phải được cấp phép, có thân nhiệt bình thường và phải đeo khẩu trang. Lệnh phong tỏa cũng yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tại Chia tạm ngừng hoạt động, ngoại trừ các nhà cung cấp sản phẩm y tế, công ty cung cấp dịch vụ hậu cần và các công ty chế biến thực phẩm. Ấn Độ, chồng 93 tuổi, vợ 88 tuổi bình phục sau khi nhiễm COVID-19. Một người đàn ông 93 tuổi ở Ấn Độ đã trở thành người cao tuổi nhất nước này, được sống sót sau khi nhiễm virus Vũ Hán, mặc dù có bệnh nền huyết áp và tiểu đường, Fox News đưa tin. Người vợ 88 tuổi của người đàn ông này cũng đã bình phục sau khi nhiễm Covid-19. Ngoài ra, 140 người khác sống cùng với ông tại bang Kerala cũng đã khỏi Covid-19. Tính tới sáng ngày 2 tháng 4, theo thống kê World, uh, World Meter Ấn Độ có thêm 601 người nhiễm mới Vũ Hán đưa số bệnh nhân COVID-19 ở nước này lên 1.998, trong đó có 58 ca tử vong và 45 ca so với một ngày trước. Mỹ triển khai tàu hải quân áp sát Venezuela. Router dẫn nguồn tin cho hay chính quyền thống, uh, Tổng thống Donald Trump đang triển khai tàu hải quân tiến gần đến Venezuela hơn nhằm tăng cường các nỗ lực chống ma túy. Động thái này diễn ra sau khi Hoa Kỳ cáo buộc nhà cầm quyền Venezuela, ông Nicolas Maduro, là tội phạm ma túy, trao thưởng 15 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông. Một nhà phân tích nói với Rauder rằng việc Mỹ triển khai tàu hải quân áp sát Venezuela nằm gia tăng áp lực lên Maduro và các đồng minh của ông này chứ chưa phải là một động thái bắt đầu kế hoạch quân sự tấn công chính phủ thiên tả ở Venezuela. Thổ dân sống trong rừng sâu ở Brazil cũng nhiễm nCoV. Brazil đã ghi nhận trường hợp thổ dân nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên, bệnh nhân COVID-19. Này là một cô gái sống tại ngôi làng nằm sâu trong rừng Amazon. Thông tin này được dịch vụ y tế dành cho người bản địa của Bộ Y tế Brazil xác nhận hôm thứ Tư theo Router. Cô gái 20 tuổi nhiễm virus Vũ Hán thuộc bộ lạc Kokama cô, cô cho kết quả dương tính với NCOV khi tới khám tại huyện San Antonio, nằm cách biên giới Colombia khoảng 880 km. Tại huyện Santo Antonio có 4 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, bao gồm một bác sĩ được xác nhận dương tính với COVID-19 vào tuần trước, làm giấy lên lo ngại rằng dịch bắt đầu từ Trung Quốc có thể tàn phá các cận đồng người bản địa sống trong rừng sâu Amazon vốn dễ bị tổn thương do điều kiện sống khác nghiệt. Nghị viên Mỹ yêu cầu điều tra vụ ba nhà báo Trung Quốc mất tích. Một nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc chính quyền Trung Quốc điều tra vụ ba nhà báo tự do ở nước này mất tích sau khi đưa tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán theo Reuters. Trong một lá thư đề nghị thứ ba, ngày 31 tháng 3, Nghị viện Cộng hòa Jim Banks đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh mở cuộc điều tra về số phận của nhà báo Phan Binh, Chen Qushi và Li Yiwei. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ba nhà báo này đã mất tích khi cố gắng đưa thông tin trung thực về dịch viêm phổi vũ hán. cả ba người đàn ông này hiểu rằng họ sẽ gặp nguy hiểm khi độc lập đưa tin về tình dịch Covid-19 tại Trung Quốc, nhưng họ đã làm điều đó ông Ben viết trong lá thư và báo buộc chính quyền Trung Quốc đã cầm tù họ hoặc làm điều tệ hại hơn. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa hồi đáp theo yêu cầu bình luận của Reuters về lá thư của nghị viên Banks. Vũ Tuấn và Ngọc Dung xin kính chào, tạm biệt quý vị, xin hẹn quý vị vào kỳ tới.